Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 1 âm lịch sẽ giúp cho quý vị nắm được sao hạn trong tháng 1 là sao gì, vận hạn gặp phải trong tháng 1 âm lịch sẽ ra sao. Và đồng thời bên cạnh đó, xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 1 âm lịch còn đưa ra các cách hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất, giúp cho quý vị phần nào giảm thiểu được những điều hung họa và đồng thời đoán được những điều may mắn cát lành, từ đó giúp cho vận mệnh tài lộc hanh thông, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong tháng 1 âm lịch này. Từ việc xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn, về sức khỏe, gia đạo, tiền tài và tài lộc, qua đó giúp cho quý gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ định hướng được những bước đi tốt nhất cho mình trong tháng 1. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho những người sinh năm 1956 Bính Thân trong tháng 1 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Thân nói chung và tuổi Bính Thân nói riêng rất ham học. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, tức là lửa, thường có sự quyết đoán cùng với ý chí cứng rắn, luôn kiên trì bền bỉ đến cùng theo đuổi đam mê của bản thân. Đây chính là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ và che chở cho cả đội. Tuy nhiên đôi khi vì quá cứng đầu, bảo thủ, không nghe lời mọi người nên mối quan hệ với đồng nghiệp thường xảy ra mâu thuẫn. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bính Thân là người tài năng, song áp lực công việc rất lớn, lại phải chịu sự gièm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến cho mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như bạn mong muốn. Tuổi Bính Thân đón tháng đầu năm mới khá êm đềm và suôn sẻ. Gia chủ có thể chịu vài thiệt thòi vì anh em bạn bè nặng, còn có thể làm sứt mẻ tình cảm. Bù lại, gia đạo yên vui, con cháu quây quần, giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời, không có điều gì đáng phiền muộn. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thiên tài, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Bính Thân sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi cho gia chủ Bính Thân sinh năm 1956, tháng này đường công danh sự nghiệp được nâng đỡ nhiều, tuy nhiên ít có sự đột phá. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp nhìn chung sẽ hanh thông hơn, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên, có những thời điểm có vẻ như bản mệnh chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bị bỏ lỡ. Lại thêm sức cạnh tranh tăng lên khá rõ, áp lực kèm theo, đòi hỏi mệnh chủ phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Nếu có dự án hợp tác với anh em bạn bè thì nên tránh, đa phần bản thân sẽ chịu thua thiệt, vất vả mà không hưởng lợi nhiều. Với những người làm công ăn lương, mặc dù làm công việc chăm chỉ, bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Vì vậy, cho bạn cảm giác rằng không có chỗ để phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc ở mức độ nào đó. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Thân để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính của gia chủ khá ổn định,
cơ hội làm giàu vẫn có, nhưng cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn. Còn nếu vẫn giữ tư tưởng an phận và chờ xung dụng thì bạn sẽ chẳng đạt được bất kỳ một lợi ích nào. Ngoài ra, trong tháng này, cẩn thận trong khâu dùng người, phải biết phân biệt rõ người tốt kẻ xấu, không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người không đáng tin. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện tại thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Bính Thân phải đối mặt. Dù là anh em bạn bè cũng phải tìm hiểu thông tin xác đáng, kẻo tiền mất, tình cảm cũng tan vỡ, bị người khác lợi dụng hoặc trực tiếp cướp đoạt tiền bạc. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng để các quý gia chủ có thể có được công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe của gia chủ không gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn nào quá lớn, nhưng không thể tránh khỏi những bệnh vặt hoặc bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Do đó bạn có thể phải đến bệnh viện điều trị, nhưng cũng đừng quá lo lắng, gặp đúng thầy, đúng thuốc thì bệnh sẽ sớm qua khỏi. Có điều sẽ phải tiêu tốn khoản phí không nhỏ cho việc điều trị. Các quý gia chủ tuổi Bính Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Nếu đang sống một mình, bản mệnh không cảm thấy cô đơn vì xung quanh luôn có gia đình, bạn bè kề bên. Có người còn tìm được một người bạn đồng hành chăm sóc cho nhau lúc về già. Có thể ở tuổi này, tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm và ấm áp từ nửa kia khiến bạn muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Người đã có gia đình cần phải lưu ý, càng hạn chế các cuộc tranh cãi hơn thua bao nhiêu sẽ càng tốt cho mối quan hệ của cả hai bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ có thể biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Nhìn chung, gia đạo ăn vui, con cháu quây quần giúp tinh thần của mệnh chủ luôn thoải mái và yêu đời, không có gì phiền muộn. Vì thế bản mệnh nên tiếp tục chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa sức với mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực, vui vầy với con cháu. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 1 năm 2022, tức ngày 6 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 18 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 1 năm 2022, tức ngày 9 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức ngày 21 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa.
Đây chính là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Bính Thân, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nốt đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.